tuyến phố Quang Trung, đoạn cạnh chợ trung tâm, một trong những khu vực kinh doanh buôn bán sầm uất nhất của thành phố Uông Bí. Không chỉ phần vỉa hè dành cho người đi bộ đã thông thoáng hơn rất nhiều, mà không gian phía trên của các cửa hàng, hộ dân, tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Mái che, mái vẩy không còn. Những biển quảng cáo trước đây được người dân lắp bên hông nhà cũng đã được dỡ bỏ. Tại nhiều tuyến đường, tuyến phố của phường trung tâm này, việc trả lại phần lưu không thông thoáng cũng đã được rút ráo thực hiện trong những ngày qua. Đường thông hè thoáng, mỹ quan đảm bảo hơn. Điều này đã tạo được sự hài lòng, ủng hộ của người dân. Trong thời gian qua thì là phường Quang Trung, thành phố Uông Bí cùng tất cả cái đội trật tự của phường làm rất tốt. Đó là trong cái đường chính của phường thì đã đi là dẹp xong. Thế còn giờ bắt đầu là sang cái đường phụ. Tôi thấy là cảm thấy là làm này thì là đường phố rất là khoang đãng, sạch sẽ, đi lại là tốt. Bọn tôi đi bộ về hè thấy là yên tâm. Tuyến phố Hạ Mộ Công, ông chợ đang tháo dỡ hai biển quảng cáo treo bên hông nhà. Tấm biển này gia đình mới làm thêm để phụ trợ cho biển chính. Khi biết treo biển thế này chưa đúng với quy định, ảnh hưởng đến không gian công cộng, ông đã vui vẻ tự tháo dỡ. Nói chung như cái việc này là mình tự giác tự làm, mình cảm thấy là vui vẻ mà làm thế tự theo ý mình thôi chứ không có một cái vấn đề gì cả. Mình cảm thấy là tại biển tháo ra thì trong cái không gian mình rất sẽ thông thoáng hơn. Nhưng mà mọi người mà thực hiện điều như mình thì nói chung là rất đẹp. Cho nên là tôi làm được thì xin mọi người là cũng thực hiện như tôi để cho đường thông hè thoáng không có vướng víu gì cả. Mọi người ta đều kinh doanh một cách rất là bình đẳng. Tại phường Quang Trung, một điều đáng ghi nhận trong chiến dịch trả lại đường thông hè thoáng lần này, việc tháo dỡ biển quảng cáo không đúng quy định được người dân, các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh. Trên các tuyến phố, nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh sau khi được phường tuyên truyền quy chuẩn cụ thể về lắp đặt biển quảng cáo theo luật đã vui vẻ ký cam kết, chủ động tự tháo dỡ, điều chỉnh lại vị trí biển quảng cáo để không ảnh hưởng đến không gian công cộng. Trong 2 tuần vừa qua thì phường cũng đã chỉ đạo tháo dỡ tất cả các cái biển quảng cáo mà không đúng quy định theo luật quảng cáo, đó là những cái biển nét và biển treo ở trên tường nhưng mà không đảm bảo quy định. Việc chấp hành của người dân trên địa bàn những tuyến phố chính thì đến nay là cơ bản đã nhận thức và được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Để triển khai chiến dịch tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm, tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, phường Quang Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh trên dọc các tuyến phố. Sau khi rà soát cụ thể số lượng các hộ lắp mái che, mái vẩy, biển quảng cáo chưa đúng quy định, phường cử lực lượng gồm đại diện các ngành, đoàn thể, khu dân cư trực tiếp đến tuyên truyền vận động, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự quảng cáo đến từng hộ dân. Thứ bảy, chủ nhật cuối tuần, phường huy động tổng lực con người, phương tiện hỗ trợ các hộ dân, hộ kinh doanh tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo không đúng quy định để duy trì kết quả, tránh hiện tượng tái lấn chiếm. Hàng ngày, phường Quang Trung bố trí tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Xác định lập lại trật tự đô thị, trả lại đường thông hè thoáng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Và để có kết quả bền vững thì không thể trong ngày 1, ngày 2 hay trong 1-2 chiến dịch. Vì thế, cùng với việc kiên trì, quyết liệt duy trì lực lượng, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ, thì phường Quang Trung cũng sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động người dân, chung tay cùng chính quyền cơ sở xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Thực hiện cái lập lại trật tự hành lang vỉa hè, đây là cái công cuộc rất là vất vả và khó khăn. Vì là chúng ta cứ không duy trì thường xuyên thì là người dân lại bày ra. Nên là với tinh thần và với cái chỉ đạo cương quyết của thành phố và chỉ đạo của Đảng ủy phường đã chỉ đạo thì là Ủy ban dân và các đoàn thể sẽ phải tăng cường tuyên truyền để cái nâng cao nhận thức của người dân. Đấy là một cái quan trọng nhất. Thứ hai là phải thường xuyên để xử lý những cái trường hợp mà cố tình gây ra lấn chiếm vỉa hè và hành lang và phải xử lý công bằng